Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của LG. Ở trong đấu phá thương khung, trên con đường trưởng thành của nhân vật chính Tiêu Viêm không thể thiếu sự giúp đỡ của Dược Trần. Và lý do mà Dược Trần có cơ hội gặp gỡ Tiêu Viêm chủ yếu là vì năm xưa bị đồ đệ của mình Hàn Phong phản bội, chỉ còn lại linh hồn ẩn náu bên trong chiếc nhẫn cốt viêm. Chiếc nhẫn này sau đó lưu lạc đến tay của mẹ Tiêu Viêm. Tuy nhiên khi đó Dược lão không chỉ là luyện dược sư đỉnh phong cấp bậc bát phẩm mà còn là một cường giả đấu tôn đỉnh phong. Theo lời kể của tiền truyện đấu phá thương khung truyền kỳ Dược lão, mặc dù Dược lão khi ấy chưa chạm đến ngưỡng cửa của đấu thánh, thế nhưng mà sức mạnh chiến đấu của ông đã vượt qua tất cả các cường giả đấu tôn. Còn Hàn Phong thì sao? Nhiều năm sau, Hàn Phong tu luyện lại phần quyết, thế nhưng chỉ đạt đến đỉnh phong của đấu hoàng, vậy nên rất có khả năng khi đó hắn còn chưa đạt đến cấp độ đấu hoàng. Với sự chênh lệch sức mạnh lớn như vậy, Hàn Phong dựa vào đâu để có thể ám sát Dược lão? Hãy cùng với LTC đi tìm hiểu trong video ngày hôm nay anh em nhé. Đầu tiên, cơ hội do mộ cốt tạo ra. Mộ cốt không chỉ là sư đệ của Dược lão mà còn là tôn lão của Hồn Điện. Với thân phận là luyện dược sư, mộ cốt được điện chủ hồn diệt sinh của Hồn Điện rất là coi trọng. Mặc dù về sức mạnh chiến đấu, mộ cốt với thực lực tam tinh đấu tôn không phải là đối thủ của Dược lão, thế nhưng thân phận sư đệ của Dược lão và tôn lão của Hồn Điện khiến Dược lão phải kiêng dè. Do đó trong tiền truyện đấu phá thương khung truyền kỳ Dược lão, sau khi đánh bại mộ cốt, Dược lão đã không giết chết hay là giam cầm hắn ngay lập tức, mà thay vào đó họ còn có một cuộc đối thoại. Chính lúc Dược lão đang nói chuyện với mộ cốt, Hàn Phong đã lợi dụng cơ hội này để đâm một thanh kiếm bôi độc mạn đà thất tinh tán, loại độc có thể giết chết cả cường giả đấu tôn, vào bụng của Dược Trần. Khi đó toàn bộ sự chú ý của Dược lão để tập trung vào cuộc đối thoại với mộ cốt, từ đó tạo ra cơ hội tuyệt vời cho Hàn Phong ra tay. Thứ hai chính là sự tin tưởng của Dược lão đối với Hàn Phong. Tất nhiên yếu tố quan trọng giúp Hàn Phong có thể ám sát Dược lão chính là sự tin tưởng vô điều kiện của Dược lão đối với hắn. Nếu đổi lại là người khác, sau khi vừa đánh nhau với một tôn lão của Hồn Điện, Dược lão sao có thể không có bất kỳ đề phòng nào và dồn hết sự chú ý vào cuộc trò chuyện với mộ cốt. Chính vì Hàn Phong là đồ đệ được Dược lão yêu thương nhất, vậy nên Dược lão hoàn toàn tin tưởng hắn, không hề phòng bị. Hàn Phong biết rõ điều này, vậy nên mới dám ra tay ám sát. Thứ ba chính là sự chuẩn bị từ trước. Trước khi ra tay giết chết Dược lão, mộ cốt đã bí mật dạy cho Hàn Phong một loại kỹ thuật luyện dược có sức mạnh lớn, thế nhưng mà tiêu hao tiềm lực và mang tính nghịch thiên. Mộ cốt cũng thường xuyên kích động mối quan hệ giữa Hàn Phong và Dược lão. Có thể nói cả mộ cốt và Hàn Phong đều đã lên kế hoạch và chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc ám sát Dược lão. Một người là sư đệ, người kia là đồ đệ của Dược lão, họ đều hiểu rất rõ về Dược lão. Với sự tính toán kỹ lưỡng dựa vào sự tin tưởng của Dược lão và những chuẩn bị từ trước, việc Dược lão bị ám sát là điều hoàn toàn có thể. Cuối cùng chính là lý do mà Dược lão, một cường giả đấu tôn đỉnh phong, bị Hàn Phong có thực lực thấp kém ám sát thành công, chính là vì thanh kiếm của Hàn Phong được tẩm mạn đà thất tinh tán, loại độc dược có thể giết chết cả đấu tôn. Với thực lực luyện dược sư và tam tinh đấu tôn, cũng như là thân phận tôn lão của Hồn Điện, việc mộ cốt có được loại độc dược này không phải là điều quá khó. Thậm chí từ những hiểu biết của Dược lão về ánh năng độc thể, không chừng ông cũng đã từng thu thập nhiều loại độc dược có khả năng giết chết đấu tôn. Vì vậy mặc dù Hàn Phong khi ấy còn yếu, thế nhưng nếu biết cách sử dụng độc dược, việc giết chết Dược lão vẫn có thể giải thích được. Trên đây chính là toàn bộ nội dung của chúng ta ngày hôm nay. Các bạn thấy nó ra sao? Nếu như mà thì hay thì đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn một nút like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tớ các bạn nhé. Cuối cùng, theo TG, xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.